sĩ thì không phải rồi đó, chắc chắn là không phải là ca sĩ. Một người biên đạo múa chăng? Biên đạo múa không, nhưng mà bạn này không phải biên đạo múa đâu. Nếu mà biên đạo thì sẽ nhảy nó sẽ chắc hơn. Mình đi sống vài cái như đi bắp biên vài cái. Đó. Tại vì á, cái kiểu của em nó ngộ lắm. Sunny, cái nhịp của em á, cái nhịp của người của em á. Sao đâu á, có kiểu phải luôn à. Em biết cái giọng rồi, ý giọng đó là giống như mấy chú ba chú bảy trong đám đông. Đồng thân, đồng thân đúng không?